Bánh ngọt hay bánh gato, phương ngữ miền Bắc bắt nguồn từ tiếng Pháp, là một thuật ngữ chung cho bánh có nguồn gốc từ phương Tây. Bánh là một dạng thức ăn ngọt làm từ bột mì, đường và các thành phần khác, thường được nướng. Trong các hình thức lâu đời nhất của họ, bánh là sửa đổi từ bánh mì, nhưng hiện bao gồm một loạt các chế phẩm có thể đơn giản hoặc phức tạp. Hôm nay chúng ta sẽ học một trong những biến thể đó là bánh gato cuộn. Chuẩn bị nguyên liệu: mứt dâu 100g, trứng gà 4 quả, đường hạt 100g, bột mì 50g, bột ngô 50g, bơ 50g, sữa tươi 60g. Làm nóng lò ở 160 độ trong 10 phút. Cho lòng đỏ trứng vào Âu cùng đường, sữa, vani, dầu ăn hoặc bơ tan chảy. Dùng với đánh đều đến khi hỗn hợp hòa quyện. Thêm bột mì và bột ngô, lưu ý có tỷ lệ bột mì và bột ngô là 2:1 hoặc 1:1, không làm hoàn toàn bằng bột mì hoặc bột ngô. Nếu làm hoàn toàn bằng bột mì, bánh sẽ không bông xốp. Nếu làm hoàn toàn bằng bột ngô, bánh sẽ bị khô. Đánh đến khi nguyên liệu hòa quyện, hỗn hợp hơi sệt. Tiếp theo, cho lòng trắng trứng ra tô, đánh đến khi sủi bọt. Sau đó cho muối và cream tartar rồi đánh tan. Sau khi hỗn hợp hòa quyện, cho thêm 1/2 đường trắng, đánh đến khi tan và cho tiếp 1/2 đường còn lại. Chú ý chỉ đánh tốc độ ở mức 2/3 của máy. Đánh cho đến khi hỗn hợp bông cứng và có chóp là đạt. Sau đó trộn hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng như sau. Cho 1/3 số lòng trắng vào âu đựng lòng đỏ. Quấy theo một chiều đến khi hai hỗn hợp hòa quyện. Sau đó đổ hỗn hợp vào âu đựng lòng trắng. Chú ý khuấy nhẹ tránh tạo bọt. Đánh đến khi hỗn hợp hòa quyện thành một màu trắng ngà là đạt. Dùng dây nến cắt xẻ 4 góc lót vào khay. Cho hỗn hợp vào. Dàn phẳng. Nướng bánh ở 180 độ trong 15 phút. Để bánh xe mặt trong khoảng 5 phút. Lưu ý bánh vừa đủ ấm, không nóng cũng không nguội. Dùng dây nến để lên mặt bánh và lật ngược lại. Phết mứt dâu đều khắp mặt bánh. Dùng dây nến cuộn bánh. Sau đó cắt bánh và trình bày ra đĩa. Chúc các bạn thành công!